Shop gà dàn.com, shop Arc Verify với nhiều vòng quay may mắn nhận 9.000 kim cương. Thử vận may 50k nhận ngay nick khủng. Đặc biệt giảm giá 50% nhân dịp Tết đến xuân về. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không vào ngay shop gà dàn.com. Hội fan cứng thuyền trưởng Mũ Rơm. Hello, chào mừng 500 anh em băng ngải tặc xăm soi đã trở lại với kênh của mình. Monkey D. Luffy, main chính của truyện One Piece huyền thoại. Thanh niên luôn nghiễm nhiên mặc định vị trí số 1 trong các bảng xếp hạng nhân vật được yêu thích nhất. Theo như số liệu thống kê, nếu gom chung tất cả các fan hâm mộ của Kulu trên toàn thế giới lại, thì dân số thì có thể hơn một quốc gia rộng lớn đấy. Tất nhiên ở trong số đó thì sẽ tồn tại 3 thể loại, fan cứng, fan mềm và fan hùa. Không biết anh em thuộc kiểu gì nhỉ? Ai ở đây fan cứng như mình thì giơ tay fan nào? Anh em biết không, không những được hâm mộ trên toàn thế giới, mà trên chính của hành trình của mình, Luffy cũng có một fan group riêng vô cùng ủng hộ. Trai có, gái có, cu có gai có, mà cu lớn cu bé có cả. Và trong khuôn khổ video này, mình sẽ liệt kê một cái tên nổi bật nhất trong dàn fan cuồng của Luffy. Hẳn anh em sẽ ngạc nhiên với cái tên cuối cùng đấy. Ok, không dài dòng nữa, cùng đến ngay với hội fan cứng Captain Luffy Mũ Rơm. Let's go! Một, Kobe. Đầu tiên trong top này, cậu bé có mái tóc tím liệm trẻ mái 5 năm, hải quân trẻ tuổi Kobe. Cậu ta xuất hiện từ khá sớm cùng với Luffy ở chương truyện đầu tiên. Hai người quen biết nhau trên con tàu cướp biển của mụ béo Avisa là thuyền trưởng. Ban đầu thì Kobe rất bé gan, sợ sệt mọi thứ, đặc biệt là những gì liên quan đến mụ mập cầm đầu mình. Cậu ta kể trong một chuyến đi câu cá trên biển, không may bị bà ta túm đầu, bắt lao động khổ sai như một tay chân chạy việc trên tàu. Trong một vụ cướp, Kobe vô tình được Luffy khai sáng, vực dậy tiềm thức trong cậu và giúp cậu đứng lên chống lại cái ác. Từ giây phút đó, Kobe luôn thần tượng Kulu như một vị cứu tinh của cuộc đời mình. Hai người thì lập nên mối quan hệ bằng hữu đặc biệt. Ít ai biết thì suýt tí nữa cậu ta trở thành đồng đội đầu tiên của Luffy rồi đấy. Chỉ tiếc một điều là mỗi người lại có một chí hướng riêng. Luffy với ước mơ trở thành Hokage biển cả, là vua hải tặc của biển cả. Còn tóc tím mong muốn trở thành một người lính biển ưu tú, dẹp loạn bọn hải tặc xấu xa. Mặc dù trên hai bờ chiến tuyến, Kobe vẫn luôn âm thầm theo dõi từng bước chân của ân nhân trên suốt chặng đường hơn 2 năm nay. Không những thế, cậu luôn xem Mũ Rơm là tấm gương sáng về sự nỗ lực và tinh thần chính nghĩa. Kobe không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mong một ngày nào đó có thể xứng đáng đứng trước mặt Luffy như một đối thủ xứng tầm. Trong lần tái ngộ đầu tiên của hai người ở Water 7, ta thấy nhóc tóc tím thì đã mừng rỡ như thế nào khi mà gặp lại được người bạn cũ của mình. Và khi biết được thân thế khủng của Luffy, Kobe càng tỏ ra nể phục cũng như là quyết tâm ngày một cao hơn. Mới đây nhất trong lần cầu điện đàm cho cờ đỏ Xrd, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SWAT. Cuộc gọi thoại ngắn giữa hai người chứng minh Kobe luôn dành những lời lẽ tốt đẹp nhất dành cho Mũ Rơm. Dù Luffy bây giờ đã là một hải tặc khét tiếng trên đại trình. Mưa dầm thấm lâu, liên tục bị rót mặt vào tai, Xrd trong bước đường cùng thì đã cầu xin Luffy cho mình trở thành đồng minh. Vì theo lời Kobe, Luffy là một hải tặc đặc biệt, sẵn sàng cứu giúp bất cứ ai mà không cần lý do. Đúng như vậy, ngay lập tức thuyền trưởng Mũ Rơm không chút đắn đo chấp nhận lời thỉnh cầu của cờ đỏ, mặc dù thì cho Zoro đứng bên cạnh cố sức ngăn cản. Thật không hổ danh idol số 1 trong lòng bằng hữu mà. 2. Bartolomeo. Nói về độ cuồng thì chắc có lẽ không ai qua nổi đệ ruột Bartolomeo. Giống với ngày trước, Smoker ở Locktail đã chứng kiến cảnh tượng vua hải tặc Conde Doger bị xử tử, thì Bato tại đây cũng đã từng chứng kiến Luffy dưới lưỡi hái tử thần đã nhẹ nhàng mỉm cười chấp nhận cái chết và nói: "Tôi chết đây." Nhưng bằng cách nào đó thì sấm sét ngay lập tức nổi đùng đùng, đánh trúng đài hành hình cứu Mũ Rơm trong gang tấc. Thế là chuyện gì đến cũng phải đến, kể từ đó thì nhóc cao su để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng sư đệ Bartolomeo. Đầu màu gà theo dõi từng bước chân của băng hải tặc Mũ Rơm, mỗi lần nhìn thấy tờ truy nã của thuyền trưởng được nâng cấp, cậu ta đâm ra khóc như một đứa trẻ. Ước mơ lớn nhất đời thánh cuồng không có gì là được gặp và nói chuyện với idol ngoài đời thực. Dù chỉ vỏn vẹn một lần thì đã hạnh phúc lắm rồi. Trời không phụ lòng người, theo chân Thousand Sunny đến tân thế giới, Bato tình cờ có sắp xếp gặp được các thành viên trong băng Mũ Rơm trong đấu trường Corrida ở Dressrosa. Mặc dù chùm mũi kín đầu, nhưng ngay lần chạm mặt đầu tiên, bằng giác quan nhạy cảm thứ 6, Bato có thể cảm nhận người đứng trước mặt cậu không ai khác đó chính là idol số 1, mặc cho Luffy liên tục chối bỏ rằng mình là Luffy. Kể từ giây phút nhận ra idol, đồng mờ gà quyết định không rời khỏi thần tượng dù chỉ một bước. Mở miệng ra là Luffy Senpai, đại ca Luffy, luôn kè kè bên cạnh bảo vệ cho Mũ Rơm. Lúc Sabo bất ngờ xuất hiện, Bato còn hăm dọa cắt tiết nếu dám làm rơi một sợi tóc của đại ca. Không chỉ thần tượng mỗi Mũ Rơm, tất cả thủy thủ đoàn trên tàu Thousand Sunny đều nằm trong bộ sưu tập ảnh thờ của cậu ta.
Vì quá hâm mộ, ba tôi luôn sống và hành động theo những gì đàn anh đã từng làm. Từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử, anh ta đều cố gắng bắt chước sao cho giống nhất có thể. Thậm chí cả nét đặc trưng của cú đấm Gomu Gomu no của Luffy cũng được Bartolomeo cover hết sức buồn cười. Trở thành trợ thủ đắc lực cho nhóm Uzum xuyên suốt ở Arc Dedosa, Domoga thì được tưởng thưởng bằng vị trí đội trưởng đội 2, hạm đội Uzum, là một trong những thành viên mạnh nhất phục vụ dưới trướng của bố trẻ Luffy. Bên cạnh đó, con tàu Bato sử dụng cũng là một dạng mô phỏng lại cấu trúc hình dạng của tàu Sunny, với nét đặc trưng bê hẳn chân dung của Luffy ngay trước mũi tàu. Anh em thấy Bartolomeo có ngầu không nào, chất hơn cả nước cất đấy. 3. Bo Hancock. Bạn gái tin đồn của Luffy, nữ hoàng hải tặc Bo Hancock, cũng là một phân cứng thâm niên của thuyền trưởng Uzum. Là một người nổi tiếng lạnh nhạt với trái tim sắt đá, thế mà từ lúc bị Luffy cảm hóa bằng chính sự lạnh giá của con tim, Bo Hancock dần trở nên vị tha và nữ tính hơn. Ít ai biết rằng nữ hoàng tộc Kuza thì có bề dày lịch sử là căm ghét con người, đặc biệt là đàn ông, thứ cô ta cho là ghê tởm. Nhưng kể từ khi kề vai sát cánh bên cạnh ý trung nhân, Boa thì đã tha mạng cho không ít tên dâm đảng có ý định đối bại với cô. Không chỉ đặt lợi ích của Luffy lên trên hết, ngay cả tính mạng và sự an nguy của tộc Kuza, Hancock cũng bỏ ngoài tai, miễn sao được cậu ta chú ý đến. Từ khi biết cảm giác yêu, cô ấy dần trở nên thùy mị hơn, biết quan tâm chu đáo cho đấng lăng quân. Chính Hancock đã lên kế hoạch đưa Luffy bí mật trà trộn vào Impel Down, rồi sau đó giúp sức rất nhiều ở trận đại chiến tổng bộ. Boa cũng rất biết cách chăm chút từng chi tiết nhỏ, biết Luffy cần chìa khóa mở cổng đá biển cho A, cô ấy thì không ngần ngại cướp nó ngay trên tay của hải quân và trao lại cho Uzum. Và nhờ có vậy đã đổi lại được một cái ôm thắm thiết từ tay hoàng tử. Sau khi Luffy thất bại và tính mạng lâm nguy, Hancock ngày quên ngủ đêm quên ăn, lo cho cậu từng bát cơm, thớ thịt, sợ cậu tập luyện mệt mỏi bỏ ăn, cho nên là hễ có cơ hội, Boa lại mang hàng tá thức ăn đến cho cậu ta sơi. Đến ngày gặp lại đồng đội, cô ấy còn tận tình đi đến Sabaody chào tạm biệt, sẵn tiện là dẹp ít lính hải quân như một món quà kỷ niệm ngày chia tay. Liệu rằng còn mối tình nào đẹp hơn Luffy và Boa trong One Piece nữa không? Đệ nhất nữ nhân si tình và chàng phi công trẻ tài hoa có khác. 4. Tam đại công chúa. Trong suốt chặng hành trình của mình, băng mùa dâm đi đến không ít vùng đất mới và giúp rất nhiều vương quốc ở đó được trả tự do. Một trong số đó, vương quốc sa mạc Alabasta là đất nước đầu tiên đáng nhớ nhất. Trải qua biết bao gian khổ cùng nhau, công chúa của vương quốc Vivi được xem là thành viên không chính thức của băng. Mối quan hệ giữa họ đặc biệt hơn bất kỳ một nàng công chúa nào khác. Vivi từng chiến đấu, từng cứu thành viên băng bù dâm khỏi nguy hiểm. Không ít lần thì cô suýt nữa từ bỏ hy vọng nếu như mà không có sự động viên của Luffy và đồng đội. Vì thế dù xa cách đã lâu, nhưng mỗi lần tờ truy nã của bù dâm có sự thay đổi, Vivi là một trong những người đầu tiên được cameraman chú ý đến. Cô ấy nếu không vì nghĩa vụ quốc gia thì có lẽ băng bù dâm hiện tại thì đã có tới 11 thành viên. Trong hội nghị Revive mới đây, Vivi có dịp hội ngộ cùng với hai nàng công chúa xinh đẹp khác là Shirahoshi và Rebecca. Tất cả họ tạo nên bộ ba quý tộc trong hội những nàng công chúa thần tượng Luffy. Trong số này, Rebecca từng là đối thủ và cũng từng là đồng minh của Kuru trên chiến trường. Sau này mặc dù biết tên thật của thuyền trưởng Uzum, Rebecca vẫn thích gọi cậu ta với cái tên là Luffy, cái tên gợi lại bao kỷ niệm đẹp giữa hai người. Với người dân Dedosa nói chung và Rebecca nói riêng, Luffy không khác gì một đấng cứu thế, đưa họ từ vị trí nô lệ trở về những chủ nhân thực sự của đất nước. Vua Riku và vua Cobra của Alabasta nhờ có Luffy mới đánh bại được bọn gian thần. Cô đó thì trong hội nghị, họ khởi tố nhóm Shichibukai lên chính quyền thế giới và thành công trong việc bãi bỏ tổ chức Thất Vũ Hải. Trong ba nàng công chúa, có lẽ Shirahoshi là người đặc dị hơn cả. Cô ấy không chỉ là nữ chủ nhân của đảo Nhân Ngư mà còn là vũ khí của đại Poseidon giết người hàng loạt. Với sức mạnh bẩm sinh của mình, Shirahoshi bằng một mệnh lệnh có thể điều khiển tất cả các loài vua biển tấn công phá hủy một hòn đảo ngay lập tức. Trái ngược với bản năng sát thủ, công chúa người cá lại hết sức dễ thương và nhút nhát, luôn sợ những thứ kỳ lạ xung quanh. May mắn thay nhờ có Luffy động viên và khích tướng, Shirahoshi mới có thể tự mình đưa ra quyết định là chiến đấu bảo vệ quê hương. Vì thế khi mà hội nghị Revive chuẩn bị diễn ra, hãy ba công chúa này gặp mặt nhau là cứ auto hát bài ca con cá về cái thằng đầu đất nào đó thôi. Không cần phải suy nghĩ, Luffy chính là thần tượng số 1 trong lòng các mỹ nhân quý tộc. 5. Hải cẩu Kung Fu Dugong. Cuối cùng trong danh sách này là một nhân vật hết sức đặc biệt, đệ tử chân truyền chính đời của Luffy Uzum, hải cẩu Kung Fu. Khi cả nhóm cùng Vivi vừa đặt chân xuống hòn đảo thì bất chợt đụng độ người chơi hải cẩu hệ bố đời với mong muốn tìm kiếm ai đó đủ mạnh đánh bại mình. Dugong thì nhanh chóng hạ gục Usopp trong chớp nhoáng nhưng dễ dàng bị Luffy đo ván. Theo lời Vivi, bất kỳ ai hạ gục được chúng thì chúng sẽ bái họ làm sư phụ và đi theo suốt đời. Ngay lập tức một đám hải cẩu tiến đến bái sư học đạo thuyền trưởng Uzum. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi,
chúng thì đã có thể thành thạo các kỹ năng cơ bản mà Luffy truyền cho. Kể từ đó thì Du Công luôn xem cậu là tấm gương sáng để mình noi theo. Cơ duyên gặp lại nhau sau time skip, Du Công giờ đây đã trưởng thành, thậm chí nó còn có thể sử dụng haki vũ trang trong những đòn đấm. Theo chân sư phụ, nó nuôi chỉ lớn răng buồm ra khơi, tập hợp một vài con thú bố đời khác thành lập băng hải tặc cho riêng mình. Mặc dù bị tẩy não, nhưng nhờ có ký ức về những cú đấm tình thương, Du Công nhận ra sư phụ của mình và cả hai cùng nhau đánh bại kẻ thù. Trước khi chia tay, Du Công có hứa sẽ trở thành một cướp biển mạnh mẽ để xứng đáng là đồ đệ chính tôn của thuyền trưởng mũ dâm lừng danh. Tất nhiên cái này là do mình bịa ra thôi. Nếu con hải cẩu này có thể xuất hiện trở lại giúp Luffy ở Aquano thì ok luôn, chấp 2, 3 thứ hoàng gì đó. Tuổi gì mà so với đệ nhất thú cưng Kung Fu Du Công? Ok, trên đây là danh sách các fan cứng, fan mềm, các kiểu con đà điểu của bố trẻ Luffy. Anh em thấy ai xứng đáng nhất với vị trí số 1? Nhớ để lại ý kiến cho mình biết ở dưới phần comment nhé. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào trên kênh của Samsoi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye! Đã! Sự gửi ôi kà kê rửa! Suy ổ đêm mùi tư nà gặp tà nà! Yosh! Ikon!